ví như một người ưa muốn rắn, đi tìm cầu con rắn, đi khắp nơi, chỗ này chỗ kia tìm được con rắn. Rồi người đó thấy con rắn lớn và người đó bắt con rắn ấy ở lưng, ở đuôi. Con rắn ấy có thể quay lại cắn người đó ở nơi tay, nơi cánh tay hay một phần nào khác của cơ thể, và người đó có thể vì nguyên nhân này mà bị chết hay đau khổ gần như chết. Vì sao vậy? Chư tỳ kheo, nắm bắt con rắn một cách sai lạc cũng vậy. Này tỳ kheo, ở đây một số người ngu si học pháp. Chư tỳ kheo, vì vậy sự chấp thủ sai lạc các pháp. Đây là cái nội dung hay là đúng cái ý nghĩa mà cái bài kinh này có cái tên là kinh ví dụ con rắn. Thì một số người ở trên đời sẽ học pháp nhưng mà không có suy xét, tức là không có quán sát, tức là không có thực hành những cái pháp thiền minh sát để đi đến cái sự giác ngộ cái giáo pháp đó, mà vị đó chỉ học cái pháp học rồi sau đó để thỏa mãn được cái sự biện luận, để thỏa mãn được cái sự ngã mạn, để thỏa mãn như là một cái người đó học vì để được nổi tiếng, để được có cái sự danh dự, như là ta đã học hết những cái bộ kinh này trở thành những cái vị pháp sư, hay là vị đó có thể biện luận, có thể thể hiện được cái sự hiểu biết của mình hơn người. Nhất là cái thời ngày xưa thường hay có những cái sự biện luận, tranh luận lẫn nhau, thì hay là những cái sự biện luận, tranh luận đó sẽ khiến cho một cái người tranh luận thắng được trong các cái cuộc tranh luận đấy, thì vị đó sẽ trở nên nổi tiếng ở trên đời. Hoặc là cái vị đó có thể đả phá, chỉ trích được những cái người khác mà những cái người khác không lập luận lại được, và bị thua cuộc trong những cái cuộc tranh luận đó. Thì đấy là thì cái giáo pháp của Đức Phật thì không phải như thế, tức là Đức Phật thuyết giảng ra những cái giáo pháp này không phải là để tranh luận, không phải là để thể hiện mình học rộng biết nhiều, mà tất cả những cái giáo pháp của Đức Phật đều có một cái mục đích chung, đó là hướng đến cái sự giác ngộ ra các cái sự thật, và để đi đến cái sự đoạn trừ những cái ô nhiễm, những cái phiền não, để đi đến cái sự chấm dứt khổ đau. Thì một cái người mà có thể người đó sẽ học rất ít giáo pháp, có những người nhưng cũng có thể đi đến cái sự giác ngộ này, nhưng mà cũng có những người có thể học rất nhiều giáo pháp, học tích lũy, có những cái kiến thức sâu rộng, nhưng cũng có thể sẽ không đi đến cái sự giác ngộ gì cả. Thì Đức Phật không tán thán cái người học nhiều, biết rộng nhưng lại không có đoạn trừ được những cái ô nhiễm ở trong lòng, không giác ngộ được các cái sự thật, mà có thể Đức Phật lại luôn luôn tán thán những cái người mà dù cái người đó học được ít những cái kinh điển, nhưng mà cái người đó có cái sự thực hành giáo pháp. Cho nên trong cái bài kinh có vị tỳ kheo hỏi Đức Phật là sống như pháp, sống như pháp, bạch Đức Thế Tôn, như thế nào thì được gọi là sống như pháp? Thì Đức Thế Tôn dạy rằng nếu như một cái người đấy thuyết giảng giáo pháp một cách sâu rộng cũng không được gọi là sống như pháp. Cái người đấy thường học thuộc lòng các cái kinh tạng, rồi hàng ngày tụng đọc thuộc lòng tất cả những cái kinh điển đấy cũng không phải là cái người sống như pháp. Một cái người giỏi về biện luận, bác học đa văn, ghi nhớ nhiều không phải là sống như pháp, mà một cái người có thực hành pháp, có thực hành những cái pháp thiền chỉ quán để đưa đến cái sự chấm dứt khổ đau, thì cái người đấy được gọi là sống như pháp. Vì vậy nên Đức Phật cũng gọi là một cái người sống ở bên cạnh ta nhưng mà không có thực hành pháp, thì cái người đó cũng ở xa ta ngàn dặm. Nhưng mà một cái người có thể là ở xa, ở cách rất xa ta, nhưng người đó thực hành giáo pháp của ta, thì cái người đó giống như đang ở bên cạnh ta. Thì Đức Phật cũng không phải là Đức Phật tán thán một cái người luôn luôn phải thân cận với mình, mà cũng không có bảo là ai là đi học cái giáo pháp này luôn luôn cần phải ở bên ta, luôn luôn phải cần phải thân cận với ta, mà Đức Phật luôn luôn mà cứ cái người nào có thực hành pháp thì cái người đó là có Phật ở bên, cái người đấy là đang sống với pháp. Còn cái người dù có học pháp dù nhưng không thực hành pháp thì người đấy vẫn ở xa, vẫn ở xa với Phật, dù có người đó ngay ở trước mắt thì cũng ở rất xa. Nhưng người nào có hành pháp thì cái người đó dù có ở rất xa thì cũng rất là gần. Vì cái người
Đức Phật luôn luôn có cái sự là tán thán cái người có cái sự thực hành pháp là như thế. Khi mà một cái người học pháp có thể nắm giữ pháp một cách sai lạc, hiểu pháp một cách sai lạc, có thể cả pháp học và pháp hành cũng thế. Đôi khi nhiều người sẽ có cái sự tà kiến, trong có thể là học rất nhiều nhưng mà đôi khi vẫn hiểu sai, vẫn hiểu sai về cái ý nghĩa của pháp như thế. Như vị tỳ kheo Aritha là một người thuộc rất nhiều kinh điển nhưng mà vị đó vẫn hiểu sai cái cốt yếu của giáo pháp. Giáo pháp là cốt yếu đi đến cái sự ni dục chứ không phải là giáo pháp là có thể được phép hưởng thụ những cái tham dục. Thì cái một cái người có thể là phải để tu tập một cách dần dần, tức là có những cái người có thể tu tập có thể có được cái sự chứng ngộ một cách nhanh chóng, thì có thể là vị ấy nghe một cái thời pháp, vị ấy cũng có thể chứng đắc được đạo quả, cũng có thể đoạn trừ được những cái tham dục và chứng ngộ đạo quả. Cũng có thể là vị đó cần phải thực hành pháp một cách tuần tự, rồi sau đó vị đó sẽ ni dục một cách dần dần. Và đến khi vị đó thành tựu được những cái đạo quả giải thoát thì cái vị đó sẽ đoạn trừ những cái tham dục, chứ không phải là một cái người sống ở trong tham dục mà có thể thực hành pháp mà đi đến cái sự thanh tịnh được. Cái sự tham dục đấy được gọi là một cái pháp ô nhiễm mà cần phải đoạn trừ. Rồi trong cái sự vừa tu tập vừa tẩy rửa, gột rửa những cái ô nhiễm, những cái tham dục đấy, thì cái sự trí tuệ nó sẽ sáng lên, nó sẽ giác ngộ lên dần. Nhưng mà cũng có những cái người thì người ta có những cái ba la mật chín mùi rồi, người ta có thể chứng ngộ một cách nhanh chóng. Nên là có rất nhiều những cái hạng hành giả khác nhau, có những cái căn tánh khác nhau, cho nên là có cái sự thực hành pháp, thành tựu được pháp có cái sự sai khác nhau. Nhưng mà cái pháp luôn luôn là hướng đến cái sự ni dục, chứ cái pháp không bao giờ chấp nhận cái sự hưởng thụ những cái tham dục. Nên là cái ý nghĩa mà Đức Phật dạy là một cái người nắm giữ pháp có thể một cái sự hiểu sai nào đấy thì cái người đấy sẽ gặp bất hạnh, gặp đau khổ vì cái sự tà kiến đấy, vì cái sự hiểu sai đó. Thì trên pháp học có thể sẽ có những cái sự lầm tưởng, trên pháp hành đôi khi cũng có sự lầm tưởng. Một người có thể là chưa chứng đắc được những cái pháp về đạo quả, đôi khi người ta tự tưởng rằng mình đã chứng đắc các đạo quả, thì cái đấy cũng giống như là một cái người bắt rắn mà không nắm được cái đầu con rắn mà lại nắm vào đuôi con rắn hay nắm vào lưng rắn, thì cũng sẽ gặp những cái sự bất hạnh, những cái sự nguy hiểm này. Thì trong cái sự pháp học cũng thế, cũng có những người hiểu sai cái ý nghĩa của những cái lời Phật dạy. Thì trong cái sự pháp hành cũng vậy, đôi khi cũng có những cái người bị hiểu sai về cái sự thực hành, người ta thực hành sai và cái sự thực hành ấy không đi đến cái sự ni dục, không đoạn trừ được tham dục, mà vị đó tưởng rằng cái con đường thực hành đó là chân sánh, là đúng, thì cái vị đó cũng giống như là một cái người đã nắm vào đuôi rắn, thế nào cũng sẽ bị rắn nó cắn chết. Còn cái người thực hành cái pháp mỗi ngày đi đến cái sự ni dục, mỗi ngày đi đến cái sự ni tham, thì giống như là cái người đó đã nắm được vào cái cổ của con rắn, và cái người đó chắc chắn sẽ an toàn, sẽ đạt được cái mục đích do giáo pháp mang đến. Thế là cái ý nghĩa là người của cái sự của cái sự bắt rắn, của cái người bắt rắn cũng như là một cái người học giáo pháp phải như người bắt rắn là như thế. Thì Đức Phật lại dạy tiếp một cái ý nghĩa về cái sự một cái giáo pháp được ví như chiếc bè để qua sông. Chư tỳ kheo, ta sẽ giảng cho các ông ví như chiếc bè để vượt, để đưa qua, không phải để nắm giữ nấy. Hãy nghe và khéo tác ý ta sẽ giảng. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Những tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, và Thế Tôn thuyết như sau: Này các tỳ kheo, ví như có người đang đi trên con đường lớn dài đến một vùng nước rộng, bờ bên này nguy hiểm và hãi hùng, bờ bên kia an ổn và không kinh hãi, nhưng không có thuyền để vượt qua hay không có cầu để bắc qua từ bờ bên này đến bờ bên kia. Người đó tự nghĩ, đây là vùng nước rộng, bờ bên này nguy hiểm, hãi hùng, và bờ bên kia an ổn, không kinh hãi, nhưng không có thuyền để vượt qua hay không có cầu để bắc qua từ bờ bên này đến bờ bên kia. Ta hãy thâu góp cỏ cây, nhành lá, cột lại thành một chiếc bè. Dựa trên chiếc bè này, tinh tấn dùng tay
chân có thể vượt qua bờ bên kia một cách an toàn. Chư tỳ kheo, rồi người đó thâu góp cỏ cây cành lá để làm một chiếc bè và tinh tấn dùng chay chân vượt qua bờ bên kia một cách an toàn. Khi qua bờ bên kia rồi, người đó lại suy nghĩ, chiếc bè này lợi ích nhiều cho ta, chiếc bè này nhờ chiếc bè này ta tinh tấn đã vượt qua bờ bên kia một cách an toàn. Nay ta hãy đội chiếc bè này trên đầu, hãy vác nó trên vai và đi đến chỗ nào ta muốn. Chư tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào? Chư tỳ kheo, nếu người đó làm như vậy thì có đúng với sở dụng của chiếc bè chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn, chư tỳ kheo, người đó phải làm thế nào cho đúng sở dụng của chiếc bè? Ở đây, tỳ kheo, người đó khi vượt qua bờ bên kia có thể suy nghĩ, chiếc bè này lợi ích nhiều cho ta, nhờ chiếc bè này mà ta đã đi qua bờ bên kia một cách an toàn. Nay ta hãy kéo chiếc bè đó lên bờ để ở đất khô, hay nhấn chìm nó xuống nước rồi ta đi đến chỗ nào ta muốn. Chư tỳ kheo làm như vậy, người đó làm đúng sở nguyện của chiếc bè. Cũng vậy, này các tỳ kheo, ta thuyết giảng giáo pháp như chiếc bè để vượt qua, không phải để nắm giữ nấy. Chư tỳ kheo, các ông cần phải hiểu về ví dụ cái bè, chánh pháp còn phải bỏ đi, huống chi là phi pháp. Đây là một cái ý nghĩa thứ hai. Thì cái ý nghĩa trước thì Đức Phật dùng cái hình ảnh con rắn để cho mọi người hiểu về cái con đường thực hành pháp, học pháp, nắm giữ giáo pháp sao cho đúng. Và cái Đức Phật dùng đến cái ví dụ thứ hai là hình ảnh chiếc bè, giáo pháp như chiếc bè để vượt qua sông. Một số người ngu si sau khi mà đã thọ trì cái giáo pháp rồi thì sinh ra tham ái, sinh ra chấp thủ và đi đến đâu cũng mang cái giáo pháp đi theo. Giống như là mình có cái sự ngã mạn khi mình học được những cái bộ kinh, khi mình học được rất là nhiều kinh điển, rồi đi đâu cũng nhận là tôi là một cái pháp sư, tôi là học được nhiều kinh điển, thì cái đấy là giống như là một cái người ôm cái bè mà đi qua sông, ôm cái bè, đội cái bè ở trên đầu hay là vác cái bè ở trên vai đi. Ví dụ như là một cái người đấy, nhất là thời bây giờ, nhất là ở thời bây giờ có thể là cái người đấy sẽ đi học pháp hành, nhưng mà vì đó có thể mục đích là chỉ để lấy một cái bằng tiến sĩ, để lấy một cái bằng thạc sĩ, hay lấy một cái bằng cử nhân, rồi sau đó đi đến đâu thì người ta hỏi người ta sẽ hỏi nhau là vị này là một cái vị như thế nào, vị đấy giới thiệu đây là tiến sĩ, đây là thạc sĩ, đây là, rồi vị đó luôn luôn đưa những cái danh đó ra để thể hiện, để thi thố với nhau. Có thể là bây giờ có những người học thì có những cái danh xưng thì rất là lớn, cao quý, nhưng mà có khi mà hỏi đến cái ý nghĩa của giáo pháp có thể lại không có ghi nhớ được. Như là có những người mà bây giờ học hết tiến sĩ hay là thạc sĩ rồi, có thể gặp một cái người nào đó mà hỏi thế nào là một pháp, có thể là vị đó lại lấy cái bằng tiến sĩ mà tôi là tiến sĩ Phật học đây nè, tôi không biết một pháp là gì cả, mà tôi là thế này thế kia. Thì cái đấy là cái người đó cũng ví như một cái người đội cái bè qua sông, hay là một cái người đó có thể học, có thể ghi nhớ rất nhiều giáo pháp, nhưng mà vị đó không đoạn trừ được những cái ô nhiễm, không đoạn trừ được những cái phiền não, không giác ngộ được cái ý nghĩa, không giác ngộ được cái mục tiêu, mục đích của giáo pháp, của những cái lời dạy đó. Thì cái vị đó cũng giống như là một cái người đội cái bè đi đây đi đó, chứ vị đấy thật sự là chưa qua được bờ bên kia, tức là vị đấy thậm chí là chưa qua được bờ bên kia, vị đó đóng xong được cái bè, vị đó vẫn còn nơ nửng ở bờ bên này, nhưng mà vị đó đã ưa thích tham đắm với lại cái bè đó rồi, vị đó chỉ là cái người đội bè và vác bè đi. Thì cũng giống như thế, giáo pháp của Đức Phật là dùng một cái giống như một cái bè để qua sông, tức là cái qua sông ở đây muốn là qua cái bờ sinh tử để đi đến niết bàn, chấm dứt khổ đau. Thì Đức Phật dạy là khi đã đi đến bờ bên kia rồi thì giáo pháp, thì cái pháp, cái bè ấy không còn giá trị gì nữa, không còn ý nghĩa gì nữa, vị ấy sẽ buông bỏ, sẽ từ bỏ cái giáo pháp ấy. Cho nên một cái người sang bờ bên kia thì Đức Phật gọi cái vị đó là bậc vô học, vô học giới uẩn, vô học định uẩn, vô học tuệ uẩn. Cái bậc đấy, cái vị đấy không còn việc gì phải làm nữa, tức là những cái việc cần làm đã làm xong rồi, tức là vị đó đã đặt những cái gánh nặng xuống. Cái người nào mà còn
còn phải thọ trì giáo pháp thì cái vị đó sẽ còn có nhiều những cái gánh nặng, tức là vị đó giống như là một cái người còn đang phải vẫy vùng, còn đang phải dùng tay dùng chân, đang phải nỗ lực tinh tấn để đẩy cái bè đi qua kia, đi sang bờ bên kia. Cái người đang nỗ lực thực hành giới, đang nỗ lực thực hành định, đang nỗ lực thực hành tuệ, là cái người mà đang nỗ lực để đẩy cái con bè đi sang bờ bên kia. Khi sang bờ bên kia rồi, thành tựu rồi, vị đấy sẽ trở thành cái bậc vô học giới định tuệ. Vị đấy không còn phải thực hành những cái pháp mà vị đó nỗ lực thực hành hàng ngày nữa. Vị ấy có thể an chú, vị đó có thể ngồi thọ hưởng những cái thành quả, đó là cái quả vị giải thoát của mình. Hay là vị đó có thể hướng dẫn cho người khác tu tập, hướng dẫn cho người khác để đi đi qua bờ bên kia. Chứ vị đó không còn bị lệ thuộc vào cái bè nữa, thì đó không còn, lúc đấy thì nó không còn lệ thuộc vào giáo pháp nữa. Thì đấy là cái ví dụ của chiếc bè để dùng để qua sông là như vậy. Thì tất cả giáo pháp là như thế, là giống như cái bè là cái phương tiện để một người qua sông. Thì cái người học pháp là như thế, học là để thực hành, chứ không phải là học là để mình biện luận, không phải học để mình phân cao thấp, tôi học được nhiều với tôi học được ít, không phải là để sinh ra cái sự ngã mạn, cho rằng mình học được nhiều hơn. Đấy, mà đây là tất cả những cái học pháp đó cũng chỉ là để thực hành pháp mà thôi.